Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng việc thiết kế chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, đảm bảo tính quy mô, khả thi, khả năng huy động nguồn lực thực hiện các chương trình. Giải Nobel Vật lý 2024 vinh danh hai nhà nghiên cứu John Hopfield và Geoffrey Hinton vì những khám phá và phát minh nền tảng cho phép học máy sử dụng mạng neuron nhân tạo. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Hương Quỳnh cùng với biên tập viên Tuấn Anh sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức nước Pháp từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10. Sau lễ đón trọng thể vào trưa ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương tại Điện Élysée, Paris, Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc họp báo chung trước khi tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Pháp đầu tiên của nguyên thủ Việt Nam sau 22 năm, Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Cảm ơn Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ và nhiều hoạt động quan trọng liên quan. Tổng thống Macron cũng chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do bão Iagi gây ra và khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo về những định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương, bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai bên đánh giá hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, nhất trí triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký, sớm tổ chức đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng, phối hợp hỗ trợ trong công tác đào tạo sĩ quan, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới. Về kinh tế thương mại, hai bên đánh giá cao hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước, nhất trí tiếp tục thúc đẩy các khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Tổng thống Macron khẳng định hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên, khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội thông qua hiệp định EVIPA. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và Pháp có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen. Về lĩnh vực y tế, giáo dục, hai bên nhất trí đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập với nhiều học bổng hơn nữa, khuyến khích người dân hai nước tham gia vào các sự kiện văn hóa lớn của mỗi nước. Về hợp tác nông nghiệp, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Pháp và các nước phương Nam nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Tổng thống Macron đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt tại Pháp, coi đây là cầu nối quan trọng giữa hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Pháp. Về hợp tác đa phương, hai bên đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Pháp với ASEAN, cũng như quan hệ giữa EU-ASEAN, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, Pháp ngữ, Liên Hợp Quốc. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về chấm dứt bạo lực, giảm leo thang căng thẳng và kêu gọi các bên giải quyết các xung đột ở Ukraine, Trung Đông bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Macron sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Macron đã vui vẻ nhận lời. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, nội vụ đã được các bộ ngành địa phương hai nước ký kết.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet, hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, thúc đẩy tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư của hai nước cũng như của EU. Ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam để đảm bảo sinh kế cho hàng nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Pháp. Chủ tịch Quốc hội Pháp ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững và ghi nhận việc vận động EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU. Là đối tác JETP của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Pháp cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Pháp gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tháng 7 năm 2025. Chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher cho biết các thượng nghị sĩ Pháp đều có tình cảm đặc biệt và lâu bền với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển sâu rộng hơn nữa. Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher cho rằng hai bên cần quan tâm trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn khu vực và thế giới, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong Nghị viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí khẳng định Hiệp định EVFTA và EVIPA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững. Về cộng đồng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định là một nhịp cầu nối cho quan hệ hai nước, đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và sự đa dạng văn hóa của Pháp. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm chính thức trụ sở UNESCO tại Paris và có cuộc trao đổi làm việc với bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Bày tỏ vinh dự và vui mừng lần đầu tiên đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam đến trụ sở UNESCO, Tổng Giám đốc Audrey Azoulay đề cao hợp tác với Việt Nam gần 50 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất tại UNESCO. Cảm ơn sự ủng hộ, cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với UNESCO. Cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành và hợp tác của UNESCO gần 50 năm qua trước những bước phát triển tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề cao vai trò đóng góp của UNESCO trong gìn giữ hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới, khẳng định trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng để đóng góp nhiều hơn nữa vì sự tiến bộ của nhân loại. Việt Nam với tư cách là thành viên của nhiều cơ chế quan trọng trong UNESCO sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO. Tới đây, các bộ ngành, hữu quan Việt Nam sẽ trao đổi cụ thể với UNESCO để nâng tầm quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa. Chương trình tiếp tục với các thông tin tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Các ý kiến nhấn mạnh cần phải ra soát, đánh giá kỹ lưỡng việc thiết kế chương trình, các nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể, đảm bảo tính quy mô khả thi, khả năng huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án cụ thể. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng. Qua thẩm tra, Ủy ban Văn hóa Giáo dục cơ bản nhất trí với dự kiến về tổng mức đầu tư và các nguồn vốn thực hiện chương trình. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ quy mô, cơ cấu, khả năng huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện chương trình, đảm bảo tính khả thi. Trong cái giai đoạn nhiệm kỳ sau ấy, thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều các cái dự án lớn mà chúng ta đang dự kiến, ví dụ như là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, rồi đường bộ cao tốc tiếp tục hoàn thành, các cái tuyến hàng không, hàng hải,
và các cái chương trình mục tiêu quốc gia chúng ta cũng đang cùng một lúc tăng cái quy mô rất là lớn. Do vậy là cái khả năng để cân đối tổng thể cho cái giai đoạn sau thì cũng đề nghị các cơ quan chính phủ, đặc biệt là Bộ Tài chính và Chính phủ cần có cái đánh giá tổng thể chung về cả cái nguồn chúng ta có được để chúng ta có thể xem xét bố trí một cách cân đối phù hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng nên tập trung vào các lĩnh vực không cần dùng nhiều tới ngân sách nhà nước. Chúng ta thấy cái văn hóa sau phòng chống lụt bão vừa rồi, tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đùm bọc, lăn lộn của từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến chiến sĩ bộ đội công an, đến người dân, đến những người nghèo. Tôi thấy báo chí nói là có những cái xã nghèo hay là bản nghèo, người ta nói rằng là khi chúng tôi ở miền Nam, khi chúng tôi khó khăn đồng bào miền Bắc chia sẻ ngọt bùi chúng tôi, thì nay đồng bào miền Bắc gặp hiểm nguy, mỗi gia đình dù là hộ nghèo góp 500 nghìn. Đấy là những cái văn hóa chứ là gì? Những cái thứ mà không cần đến ngân sách nhà nước, chỉ cần động viên giáo dục truyền thống mà nó đẩy lên được. Thứ hai nữa là tập trung vào công nghiệp văn hóa để tăng nguồn thu, lấy văn hóa, nuôi văn hóa. Chứ còn ngân sách nhà nước thì không có nhiều đâu. Cho rằng các ý kiến đặt ra là rất xác đáng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh quan điểm phải tính tới không tiền nhưng vẫn làm được mới là hay nhất trong điều kiện đất nước chúng ta còn khó khăn. Có nhiều chỗ mà tôi thấy là không tiền nhưng mà người ta làm được là thu hút, có thương hiệu trong và ngoài nước, thì các đồng chí nghiên cứu. Không tiền ngân sách mà sức mạnh của nhân dân, thì đất nước chúng ta tôi nghĩ nhiều nơi nó có như phố cổ Hội An, chứ không phải là một cái đó là duy nhất. Chúng ta đầu tư cái gì thì chúng ta phải suy nghĩ là làm sao cho nó khả thi, mà phải thay đổi quan điểm tư duy trong cái cách chỉ đạo điều hành chương trình đầu tư này, thì tôi nghĩ hướng theo cái mới là phân cấp, phân quyền, cái gì trung ương làm, cái gì địa phương làm. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết của chương trình, cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua, đề nghị Chính phủ tiếp tục tiếp thu các ý kiến, tính toán thiết kế chương trình phải có bước phát triển đột phá, chứ không chỉ dừng lại ở giải quyết các hạn chế, thách thức. Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật nhà giáo. Đa số các ý kiến đều đồng tình, dự án luật đến thời điểm hiện tại đã đáp ứng đủ điều kiện trình lần đầu tại kỳ họp thứ 8 tới. Các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra, dù trong thời gian rất gấp gáp nhưng đã rất nỗ lực nghiên cứu, tiếp thu tối đa, giải trình các ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật nhà giáo đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thiện. Chúng tôi thống nhất với cách tiếp cận mới như hiện nay, tức là chúng ta gặp vấn đề là luật này có những quy định chung và quy định đặc thù đối với nhà giáo, nhưng mà phân biệt đối tượng. Nhà giáo mà hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì là cái nền tảng của luật viên chức, còn những cái nội dung đặc thù đối với nhà giáo với tư cách là một viên chức đặc biệt thì là áp dụng thêm những cái cơ chế chính sách, những cái quy định của luật này. Đối với nhà giáo ngoài công lập và nhà giáo là người nước ngoài thì áp dụng theo quy định của Bộ Lao động và thêm những cái quy định của luật này. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, các nội dung đã được điều chỉnh tại luật chuyên ngành khác thì không quy định tại dự thảo luật nhà giáo, chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo tôi thì cần tiếp tục rà soát đảm bảo khung chính sách được cụ thể hóa đầy đủ, tránh nêu chính sách chung chung như khoản 1 là điều 6 quy định là nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, bảo đảm về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Thì cái vai trò chủ đạo là những cái chính sách gì chúng ta phải liệt kê ra. Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng dự thảo luật đã được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý khá căn bản, bố cục và nội dung có sự thay đổi lớn. Do vậy, để thuận lợi cho cả Chính phủ và cơ quan thẩm tra, cũng như tạo sự đồng thuận ngay từ đầu đối với đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện xây dựng tờ trình mới và hồ sơ dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tới. Vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình phân bổ dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024 với tổng số vốn là hơn 8.446 tỷ đồng, bao gồm điều chỉnh giảm hơn 7.313 tỷ đồng vốn trong nước của 20 bộ, cơ quan trung ương và địa phương để bổ sung tương ứng cho 12 bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Điều chỉnh giảm hơn 1.133 tỷ đồng vốn nước ngoài của 4 bộ địa phương để bổ sung tương ứng cho Bộ Y tế và 13 địa phương. Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch này phải đảm bảo các điều kiện cụ thể. Trong đó, dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng hấp thụ, giải ngân vốn. Tổng số vốn sau khi được bổ sung không vượt qua số vốn đã được giao cho các nhiệm vụ dự án. Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cam kết giải ngân hết số vốn đã được giao và số vốn được bổ sung theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật công nghiệp công nghệ số. Vấn đề tài sản số làm sao để đồng bộ với hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật dân sự về tài sản được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Tờ trình của Chính phủ về dự án luật dành một mục về tài sản số, trong đó nêu rõ đây là tài sản vô hình, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra phát hành, lưu trữ, chuyển giao, xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử và được pháp luật bảo hộ như quyền tài sản phù hợp với quy định pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ và pháp luật khác có liên quan. Đồng tình với việc đưa khái niệm về tài sản số vào dự thảo luật, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý phải nghiên cứu để đồng bộ với hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật dân sự. Tài sản số thì chưa được phân loại thuộc những cái tài sản quy định trong Bộ luật dân sự. Do đó, dự thảo luật quy định tài sản số được pháp luật bảo hộ là quyền tài sản thì cần phải nghiên cứu để phù hợp với các cái luật khác trong hệ thống pháp luật. Hiện nay Bộ luật dân sự nó quy định rất cụ thể về tài sản. Đấy là một chế định rất cơ bản của pháp luật dân sự. Nếu chúng ta không gắn nó vào đó thì là lại định nghĩa riêng như ở điều 14 ấy, mà không gắn với cái quy định tại điều 105 của Bộ luật dân sự ấy, thì nó sẽ không đảm bảo cái tính đồng bộ và không áp dụng được các chế định khác. Thì tôi đề nghị là chỗ này ta nghiên cứu thêm để có sự kết nối. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, dự thảo luật có nhiều khái niệm rất mới như trí tuệ nhân tạo, tài sản số, tài sản mã hóa. Do đó cần chuẩn hóa, thống nhất cách hiểu xuyên suốt trong luật, cùng với đó tuyên truyền mạnh mẽ để khi luật ra đời thì người dân hiểu, áp dụng thuận lợi. Đây là lần đầu tiên cái khái niệm tài sản số được đưa vào văn bản pháp lý. Tôi đề nghị là thận trọng rà soát, cân nhắc quy định khái niệm tài sản số vào dự thảo luật, rà soát kỹ về khái niệm và đảm bảo được quy định đồng bộ trong các luật có liên quan, trên cái nguyên tắc là đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ năm 2022, đã có khoảng 100 tỷ đô la Mỹ là dòng tài sản số hay là tài sản mã hóa về thị trường Việt Nam. Dù thị trường này khá nhộn nhịp, song do thiếu vắng khung pháp lý nên giao dịch tài sản ảo ở Việt Nam tiềm ẩn không ít rủi ro. Do đó, dự thảo luật công nghiệp công nghệ số cần quy định rõ cụ thể vấn đề này. Vào chiều nay, Ủy ban Quốc phòng An ninh thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Qua giám sát, khảo sát thực tế, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp phòng cháy chữa cháy và đề nghị cần phải đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa vào chính sách mới về đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Theo các đại biểu, việc xã hội hóa không chỉ giúp huy động nguồn lực từ toàn xã hội mà còn nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong thực tế hiện nay thì việc thực hiện cái chủ trương này cũng còn nhiều khó khăn, gặp nhiều rào cản như là thiếu cái cơ chế khuyến khích và ưu tiên ưu đãi cho các tổ chức cá nhân tham gia. Do đó thì tôi cũng kiến nghị Chính phủ là cần sớm ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Tán thành với việc cần đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phòng cháy chữa cháy, các đại biểu cho rằng cần đầu tư vào những địa bàn có nguy cơ cháy cao, tránh giàn trải. Bên cạnh đó quan tâm hơn đến chính sách cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chúng ta ở nhiều nơi, đúng không ạ? Thế nhưng mà có nghĩa là chúng ta mà phân loại được, tập trung vào những cái lực nơi mà nên đầu tư nhiều hơn và có những cái thiết bị tốt hơn. Chúng tôi đề nghị là Chính phủ
cần phải quan tâm hơn nữa đến cái lực lượng phòng cháy chữa cháy. Anh em phải chung phong cái lực lượng này là phải trực sẵn sàng chiến đấu cao, thì nghiên cứu kế hoạch chính sách như thế nào đó. Tất nhiên là không thể có quá mức được, nhưng mà phải có cái ưu tiên đặc thù cho anh em lực lượng phòng cháy. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Công an cần phối hợp và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt cần bổ sung và báo cáo các mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả để các địa phương học tập áp dụng và nhân rộng. Thưa quý vị, sáng nay ngay sau khi tới thủ đô Viêng Chăn, Lào để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sornsay Sifanorn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực. Mong muốn Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn kinh doanh tại Lào. Ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Lào và các nước để các hội nghị cấp cao ASEAN cũng như IPA 45 thành công tốt đẹp, góp phần phát huy uy tín của Lào và sự đoàn kết đồng thuận của ASEAN. Thủ tướng Lào Sornsay Sifanorn chân thành cảm ơn sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam, nhấn mạnh việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam-Lào, Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 tại Viêng Chăn, Lào, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn, đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp mà Quốc hội Lào đạt được thời gian qua, bày tỏ tin tưởng Lào sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch IPA 45 sắp tới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng hai nước. Đánh giá cao Quốc hội hai nước trong việc biên soạn xuất bản cuốn sách 50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hợp tác toàn diện và phát triển nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn cho Lào thời gian qua, bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó giữa Quốc hội hai nước, trong đó có các hoạt động giám sát chung, góp phần triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm và thỏa thuận cấp cao đã ký kết. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời hỏi thăm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm chính thức và dự hội nghị IPA tại Lào vào cuối tháng 10 năm 2024. Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN IPA lần thứ 13 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Chiều nay, lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và hội đàm đã diễn ra trọng thể tại nhà Quốc hội Lào. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Thượng tướng Suvorn Lungbunmi đón chào Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Viêng Chăn tham dự cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN IPA lần thứ 13. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Quốc hội Nghị viện các nước ASEAN nhằm tăng cường sự gắn kết, tương tác giữa kênh lập pháp và hành pháp trong ASEAN. Sau lễ đón, hai Phó Chủ tịch Quốc hội cùng chủ trì hội đàm. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Suvorn Lungbunmi đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với những thách thức mà đất nước Lào đang phải đối mặt, khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN IPA 2024, Chủ tịch Đại hội đồng IPA 45.
hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn trong các vấn đề Lào quan tâm và Việt Nam có thế mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ với những thiệt hại nặng nề mà cơn bão Yagi gây ra đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Lào, tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN IPA lần thứ 13 của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ góp phần thắt chặt, vun đắp hơn nữa mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam, giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng thông tin chia sẻ về các hoạt động của Quốc hội Lào, đồng thời mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo Quốc hội cùng nhất trí tiếp tục đà phát triển quan hệ giữa hai Quốc hội với 4 nội dung chính: tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ cùng giám sát triển khai các thỏa thuận đã ký; tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN IPA. Về việc Campuchia rút khỏi cơ chế tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam và Quốc hội Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác nghị viện Campuchia, Lào, Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định cơ chế này trong 25 năm qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống người dân tại khu vực biên giới và ba nước, đóng góp cho quan hệ hợp tác hữu nghị cũng như sự phát triển của ba nước. Việt Nam luôn trân trọng giá trị lịch sử mối quan hệ Việt Nam, Lào, Campuchia và sẽ luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia. Trước đó, đầu giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các nghị quyết. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025. Chi tiết các nghị quyết này mời quý vị theo dõi trên cổng thông tin Quốc hội tại địa chỉ quốc hội.vn. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ánh Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Ánh Dương nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ô Bích, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thiết thực chào mừng ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Hà Nội đã khởi công và khánh thành nhiều công trình trọng điểm tiêu biểu mang đậm dấu ấn. Những công trình này được xây dựng để hướng đến một thủ đô văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Cung Thiếu Nhi Hà Nội là một trong số những công trình trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây được đánh giá là một trung tâm văn hóa và thể thao được đầu tư với hơn 1.300 tỷ đồng. Với các hạng mục như phòng họp chức năng, bể bơi 4 mùa, nhà thi đấu hay là nhà hát hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như học tập vui chơi của trẻ em thủ đô. Nằm trong khuôn viên với diện tích hơn 10.000 m2, Cung Thiếu Nhi Hà Nội được đánh giá là dự án lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam với ý tưởng thiết kế mới lạ gần gũi thiên nhiên. Một thành phố thông minh thì trẻ em phải được mạnh khỏe, trẻ em phải được chăm sóc về sức khỏe cũng như là về mặt tinh thần. Thì đấy là cái mà văn hóa thủ đô, đấy chính là thiết thực để mà xây dựng thủ đô, một cái lớp người mới, xây dựng thủ đô mới ngày càng đàng hoàng hơn và to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ. Những công trình dân sinh cấp bách như là tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội thể hiện được sự quan tâm và đầu tư thiết thực của thành phố trong việc phát triển cơ sở hạ tầng. Những công trình này thì được đánh giá là đã đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp tạo dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện của thủ đô. Công trình đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, bắt đầu hoạt động từ mùng 8 tháng 8 năm 2024. Phương tiện công cộng này góp phần kết nối giao thông, giúp người dân có thêm lựa chọn khi di chuyển. Việc di chuyển, học tập đến nhà ở và trường học sẽ không bị tắc đường, sẽ tránh rủi ro về tai nạn giao thông. Chi phí nó lại còn rất là giá rẻ, phổ biến, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Con đường trọng điểm nối đường Nguyễn Văn Cử và đường Ngọc Thụy dài 1,52 km, rộng 40 m với trị giá 1.200 tỷ cũng đã được khánh thành vào đầu tháng 10. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Chúng ta phải có những hệ thống giao thông thông minh hơn, những hệ thống giao thông công cộng mà con người ta sử dụng đó một cách hiệu quả, hữu ích hơn. Trong mỗi một cái giai đoạn phát triển thì Hà Nội chúng ta phải có những công trình đem lại những các cái giá trị về mặt vật chất cũng như tinh thần. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, Hà Nội đã và đang dần trở thành đô thị hiện đại thông minh, xanh và đáng sống, là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Các nội dung tiếp theo trong chương trình tối nay: Mỹ chuẩn bị ứng phó với bão Milton, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Giải Nobel vật lý 2024 vinh danh hai nhà nghiên cứu John Hopewell và Geoffrey Hinton vì những khám phá và phát minh nền tảng cho phép máy tính sử dụng mạng neuron nhân tạo. Quân đội Israel hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động giới hạn cục bộ và có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở phía tây nam Liban. Thông báo đưa ra sau khi có thông tin Israel đang mở rộng quy mô chiến dịch trên bộ ở Liban. Trong thông báo đưa ra hôm nay, lực lượng phòng vệ Israel cho biết sư đoàn 146 đã bắt đầu các hoạt động giới hạn cục bộ và có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Trước đó, quân đội Israel chỉ triển khai một sư đoàn khi bắt đầu chiến dịch trên bộ vào miền nam Liban hôm 30 tháng 9 vừa qua. Truyền thông Israel dẫn một số nguồn tin cho hay, lực lượng của Israel có thể tăng lên 3 sư đoàn nhằm đẩy nhanh tốc độ phá hủy các kho vũ khí của phong trào Hezbollah hoặc để củng cố sự hiện diện các khu vực đã kiểm soát, phục vụ cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Trong đêm qua, Israel đã tiến hành không kích quy mô lớn vào hơn 120 địa điểm của Hezbollah nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và bắn phá của phong trào này, đồng thời hỗ trợ lực lượng mặt đất. Cuộc không kích nhằm đáp trả việc phong trào Hezbollah bắn 135 tên lửa vào lãnh thổ Israel. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của Hezbollah, chịu trách nhiệm về ngân sách và hậu cần Suhail Hussein Husseini. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ ám sát mới nhất trong một loạt các vụ ám sát của Israel nhắm vào các nhà lãnh đạo chỉ huy của Hezbollah và đồng minh Hamas. Triều Tiên sẽ tăng tốc trở thành siêu cường quân sự và không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công. Đây là tuyên bố được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra mới đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định quân đội Triều Tiên sẽ không ngần ngại triển khai mọi năng lực tấn công để đáp trả nếu đối phương tìm cách dùng vũ lực nhằm vào nước này, bao gồm cả cách sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ông cũng cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ đang củng cố liên minh quân sự dựa trên chiến lược chung về vũ khí nguyên tử, động thái mà ông cho rằng sẽ làm tăng nguy cơ phá vỡ cân bằng sức mạnh trên bán đảo. Trước đó, Bình Nhưỡng từng nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng lực lượng hạt nhân đủ mạnh và đáng tin cậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh của đất nước theo đúng kế hoạch đã định. 30 tuần ở ngoài khơi nước Mỹ đã tăng cấp nhanh chóng và có thể trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Chính quyền và người dân bang Florida, Mỹ hiện đang gấp rút chuẩn bị các phương án đối phó với bão. Bão Milton đã tiến vào bờ biển phía đông Mexico trong ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, gây ra những cơn sóng lớn và gió giật mạnh, đặc biệt tại bán đảo Yucatan. Dự báo sức gió mạnh nhất khi bão đổ bộ vào Mỹ vào ngày 9 tháng 10 có thể lên tới 230 km/h. Nguy cơ gây thiệt hại thảm khốc ngay cả với những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, gây mất điện, mất nước trong vài ngày đến vài tuần sau khi bão đi qua. Giới chức bang Florida đã mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp đối với 51 trong tổng số 67 hạt của bang này. Đây là thời điểm để khắc phục những hậu quả của cơn bão trước đây. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần lại có thêm một cơn bão khác. Đó không phải là điều dễ dàng và đầy thách thức. Nếu bạn là người sống ở khu vực rất dễ bị tổn thương ở bờ Tây Florida, hãy rời đi ngay bây giờ mà không cần phải chờ lệnh sơ tán. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những kịch bản có thể xảy ra. Tác động chắc chắn sẽ rất lớn. Vừa hứng chịu tàn phá kinh hoàng từ Helene, siêu bão cấp 4 chưa đầy 2 tuần trước, người dân các hạt ven biển Florida lại đang khẩn trương chuẩn bị để ứng phó với bão Milton. Chúng tôi đang lấp đầy những bao cát này. Lần trước tôi đã không làm vậy, và lần này tôi muốn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong nhà, và hy vọng bảo vệ được một số đồ đạc của mình. Nước đã tràn vào lối đi vào nhà, và tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Chính quyền bang Florida cũng đã biến sân vận động Tropicana ở St. Petersburg thành nơi trú ẩn khẩn cấp với sức chứa 10.000 người nhằm hỗ trợ các hoạt động và lực lượng ứng cứu. Rút kinh nghiệm từ bão Helene, chính quyền các địa phương lần này đã yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Các hình ảnh và video cho thấy giao thông tắc nghẽn trên các tuyến đường cao tốc ở Florida khi người dân sống ở khu vực Tampa cố gắng di tản trước khi bão Milton đổ bộ. Truyền thông Mỹ dự báo, đợt sơ tán này sẽ đạt quy mô lớn nhất toàn bang kể từ cơn bão Irma năm 2017. Tòa án công lý của Liên minh châu Âu EU sẽ xem xét cáo buộc Ủy ban châu Âu EC thiếu minh bạch thông tin trong việc đặt mua vaccine ngừa COVID-19 vào tháng tới. Một tòa án cấp dưới và một số nhà lập pháp của châu Âu đã chỉ trích Ủy ban châu Âu về cách xử lý các hợp đồng trị giá hàng tỷ euro mua vaccine COVID. Vụ kiện tập trung vào các tin nhắn trao đổi trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 giữa Chủ tịch EU Ursula von der Leyen với ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành hãng Pfizer, nhằm đạt được thỏa thuận đặt mua số lượng lớn vaccine cho EU. Nội dung cuộc trao đổi chưa từng được công khai mà do báo The New York Times của Mỹ công bố hồi năm 2021. Năm ngoái, báo này đã kiện EC vì không công khai các tin nhắn, bất chấp yêu cầu về quyền tự do thông tin. Người phát ngôn Tòa án Công lý EU xác nhận sẽ xem xét khiếu nại của The New York Times vào ngày 15 tháng 11 tới. Các bên sẽ có cơ hội trình bày luận điểm trong phiên tòa công khai và dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết sau vài tháng. Trước đó, EC đã lựa chọn Pfizer làm nhà cung cấp chính khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong quá trình mua vaccine đã được bảo mật, dẫn đến những cáo buộc thiếu minh bạch và một số vụ kiện tại Bỉ cũng như các tòa án của EU. Tháng 1 năm 2022, cơ quan thanh tra của EU kết luận EC đã thiếu sót trong công tác quản lý khi không xác định được các tin nhắn và không công khai nội dung các tin nhắn này. Cơ quan này cho rằng cần phải tuân thủ quy định minh bạch thông tin của EU đối với các tài liệu chính thức, điều mà bà von der Leyen phản đối. Trước đó, EC từ chối công khai tin nhắn cũng như xác nhận liệu các nội dung này có tồn tại hay không, dù chính bà von der Leyen đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Chủ nhân của Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2024 đã được công bố vào ngày hôm nay. Theo đó, thì hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton được vinh danh vì những khám phá và phát minh nền tảng cho phép học máy sử dụng mạng neuron nhân tạo. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm, nhà khoa học Joseph Hopfield tại Đại học Princeton, New Jersey, Mỹ và nhà khoa học máy tính Everest Hinton tại Đại học Toronto của Canada đã sử dụng các công cụ từ vật lý để xây dựng các phương pháp giúp đặt nền tảng cho công nghệ học máy mạnh mẽ ngày nay. Ông John Hopfield, 91 tuổi, được biết đến rộng rãi với nghiên cứu về mạng thần kinh nhân tạo liên kết vào năm 1982, sau này được gọi là mạng Hopfield. Mạng Hopfield đóng vai trò như các hệ thống bộ nhớ, có thể đánh địa chỉ nội dung với các nút ngưỡng dạng nhị phân.
Trong khi đó, ông Jeffrey Hinton, 77 tuổi, sử dụng mạng Hopfield làm nền móng cho một mạng mới gọi là máy Boltzmann. Máy Boltzmann có thể sử dụng để phân loại hình ảnh hoặc tạo ra các ví dụ mới về loại mẫu mà nó được đào tạo. Ứng dụng từ mô hình nói trên đã đặt nền móng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện nay, vốn xoay quanh việc ghi nhớ, học tập và xử lý thuộc tính từ thông tin mà hệ thống được cung cấp. Theo đánh giá của Hội đồng Nobel Vật lý, công trình của hai nhà khoa học đoạt giải đã mang lại lợi ích lớn lao. Ngoài giấy chứng nhận, chủ nhân giải Nobel Vật lý sẽ được trao huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt có tổng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, lịch sử Hà Nội ghi nhớ nhiều gương mặt quả cảm, đầy chí dũng, đã tận hiến đời mình cho thủ đô trên tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Tuy nhiên, có những nhân vật mà sau 7-80 năm hy sinh thì vẫn chưa được ghi danh ở các công trình hay là đường phố. Cụ thể là câu chuyện về bác sĩ, nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã từng thực hiện một số phóng sự nói về khoảng trống đáng tiếc này. Vâng, bác sĩ Luyện là người đã hiến dâng cho cách mạng tất cả nhà đất, tài sản, nhiệt huyết, trí tuệ và cả sinh mạng của hai thế hệ trong gia đình thân yêu. Là đại biểu Quốc hội khóa 1, ông cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng bản hiến pháp đầu tiên của nước ta. Năm 1953, ông được truy tặng huân chương kháng chiến hạng nhất. Nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông trang trọng tổ chức lễ gắn biển công trình và đặt tên đường phố. Trong đó có một con phố xanh mát mang tên bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Bên cạnh sự hiện diện của lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các sở ban ngành liên quan, còn có đại diện Tổng hội Y học Việt Nam và các thế hệ con cháu trong đại gia đình liệt sĩ. Khoảng từ 19 tháng 12 năm 1946 đến bây giờ, mới có tên phố tại Hà Nội là khoảng thời gian rất dài. Cái việc đặt tên phố cho cụ Nguyễn Văn Luyện hôm nay là rất xứng đáng và rất được mong đợi của rất nhiều người và đặc biệt trong giới y học. 79 năm về trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trong ngày lễ quốc khánh vô cùng trọng đại, tư liệu lịch sử còn lưu lại hình ảnh một nhân vật trí thức lớn, từng đảm trách nhiều cương vị quan trọng như thành viên Ban Cố vấn của Chính phủ, Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội. Ông cũng từng tham gia Hội nghị Đà Lạt và Hội nghị Fontainebleau. Trong ký ức đau thương mà oai hùng ngay toàn quốc kháng chiến, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cùng hai người con trai ruột khi đó đang là sinh viên y khoa kiêm tự vệ thành Hà Nội đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để rồi thân thể họ cùng tan hòa vào cát bụi thủ đô. Không di hài, không phần mộ. Có một điều an ủi trong đại gia đình chúng tôi, đó là có một người con gái duy nhất của ông là vẫn còn sống để mà có thể được hưởng trọn cái niềm vui của ngày hôm nay khi mà được dự lễ gắn biển tên đường phố mang tên ông ngoại chúng tôi. Trong nội thành Hà Nội hôm nay còn lưu ký ức về những công trình như nhà thương ngõ Trạm, nơi bác sĩ Luyện mở ra để cứu giúp người nghèo, hay ngôi biệt thự vốn là nhà riêng đã được trưng dụng làm địa điểm họp bàn về bản hiến pháp đầu tiên, cũng là nơi bốn thành viên gia đình ông đã bám trụ và ngã xuống. Những tài sản hữu hình đó sau này đều hiến cả cho nhà nước. Bản thân ông chỉ còn gửi lại cuộc đời những giá trị vô hình. Khi mà sắp sửa nổ ra toàn quốc kháng chiến thì bố tôi đã biết hết tình hình, vì ông là vừa bác sĩ mà vừa làm nhà báo. Ông là chủ trương ở lại cùng với hai con trai và em ruột của mẹ tôi, là người em duy nhất của mẹ tôi ấy, là bốn người ở lại để mà cố thủ và chiến đấu. Tôi cũng chỉ xin là nhà nước cũng như các cơ quan chức năng cố gắng rà soát những người mà đã có cống hiến cho Tổ quốc thì cũng nên rà soát để đặt những tên phố, đường phố để cho thế hệ trẻ noi gương. Cuối cùng, trên địa bàn Hà Nội cũng có một con đường mang tên liệt sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa đầu tiên, cũng là người đã thành lập tờ báo Tin Mới với định hướng rõ ràng về tinh thần yêu nước. Phần cuối chương trình là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, với miền Bắc ngày nắng nóng lạnh về đêm, còn với Trung Bộ và Tây Nguyên Nam Bộ đêm nay ngày mai mưa rông tiếp diễn. Cụ thể với các tỉnh thành Bắc Bộ không mưa, ban ngày trời có nắng, về đêm và rạng sáng trời lạnh. Khu vực Trung Du và vùng núi có nơi trời rét, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rõ ràng, khoảng từ 19 cho tới 33 độ. Nếu ra khỏi nhà vào buổi tối thì quý vị vẫn nên trang bị thêm áo khoác mỏng để đảm bảo sức khỏe.
Với các tỉnh thành Trung Bộ, đêm nay ngày mai có mưa diện rộng, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to ở khu vực Trung và Nam của Trung Bộ. Trong mưa đề phòng với các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế dao động từ 22 tới 32 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận là từ 23 tới 33 độ. Với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào kèm dông, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối và đêm kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khu vực Tây Nguyên ban ngày trời nắng, mức nhiệt dao động từ 20 tới 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt cao nhất từ 24 tới 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị. Tất cả các vùng biển của nước ta đều lưu ý với mưa dông. Với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh ở cấp 7 tới cấp 8. Tầm nhìn xa ở quần đảo Hoàng Sa trên 10 km, với quần đảo Trường Sa giảm xuống còn 4 tới 10 km trong mưa. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.